Tử vi tuổi Tỵ 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, dân gian xưa có câu đời là vô thường, thế sự khó lường. Quả thực, trong kiếp con người sẽ chẳng có ai đoán được ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Cuộc sống và vạn vật xoay quanh chúng ta từng giờ, từng phút, luôn biến đổi theo không gian và thời gian. Không có bất kỳ một sự vật, hiện tượng nào là tồn tại vĩnh viễn. Đó chính là vô thường. Ngày hôm nay, cuộc sống của chúng ta có thể đang vui vẻ, hạnh phúc, tiền bạc đủ đầy. Nhưng ngày mai cũng sẽ có thể mất trắng bởi một tai ương nào đó xảy đến. Cuộc sống luôn đem lại cho chúng ta nhiều điều bất ngờ và không có gì là không thể xảy ra. Theo các chuyên gia tử vi thì việc dựa vào mệnh số con giáp và ngày tháng năm sinh cùng với sự xem xét dịch chuyển của các sao chiếu mệnh thì ta có thể nắm rõ được vận trình của con giáp đó trong tương lai. Vậy vận hạn, hung cát của người tuổi Tỵ trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu sẽ như thế nào? Trong thời điểm này, cuộc sống của mệnh chủ có thay đổi gì hay không? Có cơ hội nào tốt để phát triển? Kính mời quý vị và các bạn sẽ đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan về tử vi tuổi Tỵ trong 6 tháng cuối năm 2021. Trong năm Tân Sửu, Lưu Niên và Thái Tuế tam hợp tạo thành bán hợp kim cục, mang tới vận khí cát lành ở nhiều phương diện cho người tuổi Tỵ, hứa hẹn một năm thăng hoa rực rỡ. Đặc biệt là thời điểm nửa cuối năm, bản mệnh được Long trì mang vinh hoa tới. Trong công việc, tuổi Tỵ có những biểu hiện xuất sắc, chủ động học hỏi, biết nắm bắt thời cơ, ngoại giao tốt nên có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Trên phương diện tài lộc nửa cuối năm, mệnh chủ tuổi Tỵ gặp bán hợp kim cục, sinh vượng tài lộc, lại có thiên tài và thực thần hỗ trợ mạnh mẽ cho việc làm ăn, kinh doanh và cầu tài. Điều đó sẽ khiến cả thu nhập chính và phụ đều tăng lên đáng kể. Nhìn chung, bản mệnh có một khoảng thời gian dài khá dư dôi về tài chính. Sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này nhìn chung cũng khá tốt, nhưng do bản thân sinh ra lưu niên nên khó tránh lúc đau yếu, bệnh tật, mệt mỏi kéo dài. Ngoài ra, bạch hổ hung tinh rình rập, bản mệnh cần chú ý đi lại, kẻo bị va chạm xe cộ, té ngã bất ngờ. Nhẹ thì qua loa, nghiêm trọng có thể phải động chạm tới sao kéo. Đặc biệt thời điểm này còn có thiên khắc chiếu, bản mệnh cũng cần đề phòng có tang chế, chuyện buồn thương trong nhà. Chính vì vậy, để có thể hóa giải vận hạn và tận dụng thời điểm tốt này, thầy phong thủy khuyên người tuổi Tỵ hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài Thái Tuế. Pháp khí sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh và từ đó mang cát lành, may mắn, bình an cho bản mệnh. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Tỵ trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về phương diện sự nghiệp, quan vận. Gặp năm tam hợp Thái Tuế, người tuổi Tỵ như gặp được thiên thời, địa lợi, chỉ còn thiếu yếu tố nhân hòa nữa là mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ trong năm. Nửa cuối năm 2021 là thời điểm lý tưởng để bản mệnh chú trọng mở rộng phương diện ngoại giao, tăng cường giao lưu, tiếp xúc với người quyền thế. Khi thời cơ đến, họ sẽ là quý nhân nâng đỡ con đường thăng hoa, tiến chức. Cái thiếu của tuổi Tỵ nằm ở sự quyết đoán, nhất quán về mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Bản mệnh chỉ cần bổ sung điều này, chắc chắn sẽ thu về thành công rực rỡ. Ngoài ra, trong thời điểm này, may mắn có lòng trì các tinh trợ mệnh, bản mệnh sẽ được tiếp thêm động lực, tinh thần phấn đấu mạnh mẽ hơn hẳn, thậm chí khát khao đến cháy bỏng, sẽ rất tốt cho những người tuổi Tỵ đã và đang muốn khởi nghiệp trong thời điểm này. Tỷ lệ thành công là rất cao. Yếu tố thiên thời, địa lợi đã có, nhưng bản mệnh vẫn còn cần một chút gì đó may mắn. Chính vì vậy, tuổi Tỵ hãy mang bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân. Với năng lực tam hợp khí của phòng sẽ giúp tuổi Tỵ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang vòng tay bên mình, bản mệnh sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc, hành thông, quan hệ công việc dần tốt đẹp hơn. Về mặt tài lộc, tiền bạc, tử vi nửa cuối năm Tân Sửu cho thấy bán hợp kim cục thúc đẩy tài khí vượng, hỗ trợ rất lớn về mặt tài lộc, tiền bạc cho tuổi Tỵ. Lại gặp kim sinh tài, cộng thêm thiên tài các thần tương hỗ, việc làm ăn kinh doanh vì thế mà phát đạt, làm nhiều, hưởng nhiều, tiền bạc lúc nào cũng sung sỉnh. Các nguồn thu nhập của tuổi Tỵ dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy. Người làm công ăn lương sẽ sớm được tăng lương thăng chức. Người làm chủ, làm tư thì mua may bán đắt, tiền bạc cứ thế đổ về túi. Tuy nhiên, có thời điểm thiên khốc hung tinh tác động mạnh về tinh thần, khiến cho tuổi Tỵ suy nghĩ tiêu cực về việc kiếm tiền, làm giàu, có xu hướng lười nhác, rất dễ để tiền tuột khỏi tầm tay. Hơn nữa, bản mệnh còn phải chịu ảnh hưởng của quan phù hung tinh, bản mệnh sẽ có thể vướng vòng lao lý hoặc kiện tụng pháp luật nếu nảy sinh ý đồ làm ăn bất chính. Hãy nhớ kỹ điều này, kẻo tới lúc đó tiền mất, tật mang, kêu trời không thấu. Ngoài ra, các thầy phong thủy khuyên người tuổi Tỵ hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp bản mệnh xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu, ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu người quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tam hợp sinh tình, lợi cho tình duyên và gia đạo của tuổi Tỵ trong nửa cuối năm 2021. Người độc thân vượng đào hoa có nhiều cơ hội gặp gỡ và kết thân với đối tượng ưng ý. Tình yêu nhanh chóng nảy nở, hứa hẹn đám cưới hạnh phúc. Có điều, để đạt được điều đó, bản mệnh cần nhắc nhở bản thân, chủ động hơn trong chuyện tình cảm. Mọi thành công đều đến từ sự cố gắng, trên đời không có bữa trưa miễn phí. Với các cặp đôi đang yêu, tình cảm tiến triển theo hướng tốt đẹp. Có điều, thiên khốc và bạch hổ hung tinh đôi khi lại khiến tâm tư của bản mệnh biến đổi thất thường. Nếu không kiểm soát tốt cảm xúc, để cái tôi của mình quá cao, đôi bên dễ nảy sinh mâu thuẫn, khó mà tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Bên cạnh đó, các cặp vợ chồng có thể đón tin vui về chuyện con cái trong nhà, hoặc nếu muốn sinh con năm 2021, hai bạn nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về mặt tinh thần và vật chất để đón con chào đời trong điều kiện tốt nhất. Để kích hoạt vật đào hoa, thầy phong thủy khuyên người tuổi Tỵ hãy mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân Tỵ, Sửu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, kích hoạt tình duyên và cải vận đào hoa cho bản mệnh trong năm. Về mặt sức khỏe, trong năm Tân Sửu, dưới sự che chở của tam hợp quý nhân, xét về tổng thể, sức khỏe của tuổi Tỵ bình ổn, thể trạng tốt. Tuy nhiên, trong nửa cuối năm Tân Sửu, bản mệnh sinh ra lưu niên nên khó tránh lúc đau yếu, bệnh tật, mệt mỏi kéo dài. Ngoài ra, bạch hổ hung tinh rình rập, người tuổi Tỵ cần chú ý đi lại, kẻo bị va chạm xe cộ, té ngã bất ngờ, nhẹ thì qua loa, nghiêm trọng có thể phải động chạm tới dao kéo. Đồng thời, trong thời gian này có hung tinh thiên khốc chiếu, bản mệnh đề phòng có tang chế, chuyện buồn thương trong nhà. Đặc biệt, còn có thực thần chiếu mệnh, bản mệnh liên tục được ăn của ngon vật lạ, được mời tiệc tùng, vì ăn uống quá tải, thức khuya nhiều mà tạo áp lực cho cơ thể. Theo đó, bản mệnh cần ăn uống điều chỉnh hơn, điều chỉnh một số thói quen hàng ngày như đi ngủ sớm, dậy sớm, ăn ít, chia thành nhiều bữa, ăn nhạt hơn. Có như vậy, sức khỏe mới đảm bảo ổn định lâu dài. Để có thể hóa giải những vận xấu, thì thầy phong thủy khuyên người tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp bản mệnh xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ người tuổi Tỵ suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của những gia chủ tuổi Tỵ trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng theo dõi chi tiết từng tuổi Tỵ trong thời gian này qua phần tiếp theo của chương trình. Đầu tiên, tử vi Ất Tỵ sinh năm 1965. Nửa cuối năm 2021 là thời điểm thuận lợi đối với các bác tuổi Ất Tỵ. Trong công việc, nhờ kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm, các bác có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu các bác tuổi Ất Tỵ làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thì trong thời điểm này có thể tạo ra được nhiều mối quan hệ đối với các đối tác, mở ra cơ hội làm ăn, phát triển cho công ty. Tuy nhiên, các bác không nên tính toán so đo quá nhiều chuyện đường mất, nếu không sẽ vướng vào chuyện làm ăn phi pháp hoặc ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe. Các bác hãy cố gắng hết sức mình và thỏa mãn những thành quả do chính bàn tay mình tạo nên. Thứ hai, tử vi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Những cô chú tuổi Đinh Tỵ sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình trong thời điểm nửa cuối năm 2021. Cô chú có thể đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước, thậm chí có bước ngoặt trong sự nghiệp khiến mọi người ngưỡng mộ. Phương diện tiền bạc cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu trước đó cô chú phải cố gắng nhiều mới có được cuộc sống đầy đủ, thì nay đã có thể làm ăn có lãi, được thưởng nóng, tăng lương. Ngoài ra, quan hệ xã giao thuận lợi cũng là một trong những nhân tố giúp cô chú đạt được nhiều thành công trong cuộc sống thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Tử vi còn nói rằng 6 tháng cuối năm 2021 là thời điểm thuận lợi đối với anh chị tuổi Kỷ Tỵ. Dưới tác động của cục diện tam hợp, anh chị tuổi Kỷ Tỵ có thể xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, thậm chí gặp gỡ được quý nhân, khiến công việc đã thuận lợi lại càng trở nên trôi chảy. Chuyện đầu tư kinh doanh cũng mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, tạo động lực để các anh chị tuổi Kỷ Tỵ cố gắng hơn nữa. Đặc biệt trong thời điểm này, anh chị nên chú ý phát huy điểm mạnh của mình, như vậy sẽ dễ dàng gây ấn tượng đối với mọi người xung quanh, đem lại tác động tích cực cho cả sự nghiệp và tình duyên. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu khung cát từng tháng của tuổi Tỵ trong vận trình nửa cuối năm 2021. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch không phải là một khoảng thời gian thuận lợi đối với những người tuổi Tỵ. Trên phương diện sự nghiệp, dù bản mệnh vẫn duy trì được tinh thần lạc quan, tích cực, song dưới tác động của hung tinh, bản mệnh có thể sẽ bị kẻ xấu bụng đặt điều nói xấu, gây ảnh hưởng không nhiều thì ít đến cảm xúc của bản mệnh và cái nhìn của người khác. Cho nên trong thời điểm này, bản mệnh cần giữ mối quan hệ hài hòa với mọi người. Dù có chuyện gì bức xúc, cũng cần bình tĩnh tìm cách giải quyết phù hợp, không nên nóng nảy, bé xé ra to, khiến mọi việc càng trở nên căng thẳng. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tình hình tài chính của người tuổi Tỵ có dấu hiệu suy giảm trong tháng 8 này, có thể là vì bản mệnh thường xuyên phải tiêu pha cho các hoạt động xảy ra trong công việc và trong cuộc sống. Mức lương lúc này cũng không có dấu hiệu tăng lên, vì thế bản mệnh cần phải lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng nếu không muốn rơi vào cảnh cháy túi. May mắn, công việc của tuổi Tỵ đang dần đi vào quỹ đạo, một vài đồng nghiệp có thể xuất hiện giúp bản mệnh giải quyết khó khăn, đồng thời giới thiệu thêm những cơ hội mới phù hợp với năng lực của bản mệnh. Cho nên tuổi Tỵ hãy chú ý nắm bắt ngay, chứ đừng chần chừ, do dự. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Tỵ trong tháng này nhìn chung là ổn định, bản mệnh có đủ sức lực để tham gia vào những hoạt động mang tính thử thách về cả thể chất lẫn tinh thần. Trong công việc, bản mệnh tạo được mối quan hệ tốt với mọi người, nếu không còn sợ bị kẻ xấu ngáng đường. Tuy nhiên, bản mệnh cần mạnh dạn thể hiện điểm mạnh của mình, như vậy mới dễ dàng ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Điều mà người tuổi Tỵ cần chú ý nhiều trong tháng này chính là sự nghiệp. Bản mệnh là người có tham vọng, mong muốn mình đạt được nhiều thành tích cao, nhưng bản mệnh không nên vì thế mà tìm cách cạnh tranh không lành mạnh với người khác. Ngoài ra, một số người nhận trọng trách không nên lo lắng, tự ti quá mức, nhưng cũng không nên quá tự tin, coi thường ý kiến đóng góp của người khác, chỉ thích làm theo ý mình. Đặc biệt trên phương diện kinh doanh, cục diện tương xung cảnh báo người tuổi Tỵ không nên vội vàng đưa ra các quyết định đầu tư nếu không muốn rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo. Tử vi tháng 11 âm lịch. Bước sang tháng 11 âm lịch, dường như những khó khăn trong khoảng thời gian trước đó đã lùi bớt. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, tuổi Tỵ có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Quý nhân sẽ giúp bản mệnh giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, đồng thời vạch ra những hướng phát triển hợp lý trong tương lai. Tình hình kinh tế của bản mệnh trong thời gian này cũng có nhiều dấu hiệu cải thiện. Những khoản đầu tư nằm im trước đó đã bắt đầu sinh lời và thu về không ít lợi nhuận. Tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch cuối cùng năm 2021, mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Tỵ đều có dấu hiệu phát triển tích cực. Bản mệnh tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công việc nên có thể thuần thục giải quyết những sự cố bất ngờ xảy đến, gây ấn tượng tốt đẹp với người làm lãnh đạo. Với người làm đầu tư, kinh doanh thì thái độ tích cực và chủ động sẽ giúp bản mệnh dễ dàng nắm bắt những cơ hội làm ăn có lời, đem lại lợi nhuận cho tập thể. Tình hình tài chính cuối tháng vì thế cũng tăng trưởng, bản mệnh sẽ nhận được tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra trong suốt một năm qua. Vừa rồi, quý vị và các bạn đang nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của mệnh chủ tuổi Tỵ. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy, luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.